Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ năm, 28 tháng 12 2017, Tin Công Giáo suy niệm lời Chúa, chuyện hay ý đẹp lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave Ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Công Giáo hôm nay gồm có cuộc hành trình của Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse giống như những cuộc di dân hôm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco than vãn gió chiến tranh thổi khắp thế giới, Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto 16, thứ năm lễ kính các thánh anh hài, chiến thắng của tình yêu, không có Chúa Giêsu không có lễ Giáng sinh. Báo quan sát viên Roma khen ngợi lòng can đảm của em Martina. Thứ năm lễ các thánh anh hài, chiến thắng của tình yêu. Bấy giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người giết tất cả các con trẻ ở vùng Bethlehem và toàn vùng lân cận. Matthew chương 2 câu 13 đến 18. Chồng bỏ đi khi thai nhi chưa tròn 2 tháng tuổi, chị bé vẫn quyết định giữ lại đứa con. Mặc cho nhiều người khuyên nên giải quyết sớm để tránh rắc rối sau này, chị nói dù khổ đến mấy tôi cũng sẽ nuôi con nên người. Mầu nhiệm Giáng sinh là một chiến thắng của tình yêu. Một thơ nhi yếu đuối đã trở nên hiện thân của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Mỗi thơ nhi hay mỗi người nghèo hèn bé mọn là một lời mời gọi và nhắc nhở chúng ta về tình yêu diệu kỳ của Thiên Chúa. Một tuần bát nhật Giáng sinh, giáo hội tưởng niệm các thánh anh hài, tức những thơ nhi đã bị sát hại khi Đức Giêsu sinh ra. Ngày hôm nay vẫn còn đó biết bao sinh linh bé nhỏ bị sát hại, mà kẻ ra tay lại chính là cha mẹ các em. Người Kitô hữu chúng ta có suy nghĩ gì trước sự dữ trên? Lạy Chúa, khi chúng con chiêm ngắm hài nhi Giêsu nơi máng cỏ, xin cho chúng con nhận ra giá trị thiêng liêng của sự sống mà Ngài đã tặng ban nơi mỗi người. Amen. Đức Giáo Hoàng Francisco nói, cuộc hành trình của Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse giống như những cuộc di dân hôm nay. Rất nhiều bước chân khác được ẩn giấu dưới bước chân của Thánh Giuse và Mẹ Maria. Đức Thánh Cha trong đêm Chủ nhật vọng Giáng sinh đã so sánh cuộc hành trình của Mẹ Maria và Thánh Giuse đến Bethlehem với sự di cư của hàng triệu người hôm nay. Những người bị buộc phải rời khỏi quê hương để có một cuộc sống tốt đẹp hơn hay chỉ để sống còn. Và Ngài hy vọng rằng sẽ không có ai cảm thấy không có chỗ cho họ trên trái đất này. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành Thánh lễ Giáng sinh vào cuối buổi tối Giáng sinh trong ánh huy hoàng của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, nói với tín hữu rằng câu chuyện đơn sơ về sự ra đời của Chúa Giêsu trong máng cỏ đã thay đổi lịch sử của chúng ta mãi mãi. Mọi thứ đêm tối đó đều trở thành mạch nguồn hy vọng. Lưu ý rằng Mẹ Maria và Thánh Giuse đã đến một vùng đất nơi mà không có chỗ nào dành cho họ. Đức Francisco đã so sánh với thời đương đại. Rất nhiều bước chân khác được ẩn giấu dưới chân Thánh Giuse và Mẹ Maria. Ngài nói trong bài giảng của mình, chúng ta nhìn thấy những bước chân của cả gia đình buộc phải ra đi trong thời đại của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy những bước chân của hàng triệu người không muốn phải rời xa, nhưng từ quê hương của họ để lại những người thân yêu của họ. Trong nhiều trường hợp chuyến đi này tràn đầy hy vọng cho tương lai, nhưng đối với nhiều người, sự ra đi này chỉ có thể trên danh nghĩa sự tồn tại. Đức Thánh Cha nói,
Nói đến vua Judea, người được miêu tả trong Tân Ước như một bạo chúa, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục nói rằng một số người nhập cư đang tồn tại dưới những Herode ngày nay, những người mà áp đặt quyền lực của họ và làm tăng sự giàu có của họ, không nhìn thấy có vấn đề gì trong sự đổ máu vô tội. Đức Thánh Cha Francisco nói rằng Thiên Chúa hiện diện trong du khách không được chào đón, thường không được nhận ra, những người đang đi qua các thành phố và những khu phố của chúng ta, những người đi trên xe buýt của chúng ta và gõ cửa chúng ta. Sự nhận thức đó về Thiên Chúa nên phát triển thành những hình thái mới của mối quan hệ. Ở đó không ai có thể cảm thấy rằng không có chỗ cho họ trên trái đất này. Ngài nói, Giáng sinh là thời gian để biến sức mạnh của sự sợ hãi thành sức mạnh của lòng nhân ái. Ám chỉ Chúa Giê-xu là con của Bethlehem, Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành những người lính canh cho tất cả những người phải cúi đầu vì nỗi tuyệt vọng khi gặp rất nhiều cánh cửa đóng kín. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng mọi người nhìn thấy Chúa Giê-xu trong tất cả những ai đến thành phố của chúng ta, trong lịch sử của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta. OBLOB, Đức Giáo Hoàng Francisco than vãn, gió chiến tranh thổi khắp thế giới. Mô hình phát triển đã lỗi thời, tiếp tục gây sự suy giảm con người, xã hội và môi trường. Khi các Kitô hữu trên khắp thế giới chào mừng sự ra đời của Chúa Giê-xu, Đức Thánh Cha Francisco mô tả sự đau khổ, phản ảnh trên những khuôn mặt của con trẻ, dẫn chứng chiến tranh và những căng thẳng khác ở những nơi Trung Đông, Phi Châu và bán đảo Triều Tiên. Đức Thánh Cha Francisco nói với tín hữu rằng, những cơn gió chiến tranh đang thổi vào thế giới của chúng ta và một mô hình phát triển đã lỗi thời tiếp tục gây ra sự suy giảm con người, xã hội và môi trường. Trong thông điệp Giáng sinh truyền thống và phép lành của Ngài, Đức Thánh Cha nói rằng trẻ em ở Trung Đông tiếp tục chịu đựng vì căng thẳng ngày càng gia tăng giữa người Israel và Palestine, trong khi Syria vẫn bị đánh dấu bởi chiến tranh và cuộc xung đột đang diễn ra ở Yemen bị lãng quên. Ngài cầu nguyện rằng cuộc đối đầu trên bán đảo Triều Tiên có thể được khắc phục. Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto XVI. Hôm 26 tháng 12 năm 2017, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, giống như mọi năm, ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Francisco đã đến đan viện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican để chúc mừng Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto XVI nhân dịp lễ Giáng sinh. Hai vị đã gặp gỡ và trao đổi với nhau nửa tiếng đồng hồ. Đức Benedicto XVI năm nay 90 tuổi và sẽ tròn 91 tuổi vào tháng 4 2018. Mặt khác, ký giả Peter Siwon, người Đức, mới viếng thăm Đức Benedicto XVI và kể với báo Courier số ra ngày 24 tháng 12 2017 ở Áo rằng sức khỏe của Đức Nguyên Giáo Hoàng thoạt nhìn có vẻ không tốt. Hồi tháng 10, Ngài bị ngã và bị thương nhẹ ở mặt. Vết thương nay đã lành, việc đi đứng của Ngài ngày càng khó khăn. Ngài nói nhỏ nhưng vẫn rất tỉnh táo và chăm chú, vui tính và khôi hài. Hồi năm ngoái, ký giả Siwon đã xuất bản cuốn sách mới phỏng vấn Đức Benedicto XVI với tựa đề Những cuộc nói chuyện cuối cùng. Không có Chúa Giê-xu không có lễ Giáng sinh. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần, 27 tháng 12 năm 2017, tại hội trường Phaolô thứ 6, Đức Francisco nhắc lại, Chúa Kitô là trọng tâm của lễ Giáng sinh, không có Chúa Kitô, đây là một lễ khác. Vì theo Ngài, hiện nay, đặc biệt ở Âu Châu, lễ Giáng sinh bị biến chất, nhân danh một sự tôn trọng giả tạo với những người không phải là Kitô giáo, có một ý muốn gạt ra bên lề đức tin, loại bỏ mọi biểu tượng liên hệ đến Chúa Kitô trong ngày lễ Giáng sinh. Dù vậy, không có Chúa Giê-xu, không có lễ Giáng sinh. Cử tọa vỗ tay nhiệt liệt khi nghe Đức Francisco nói câu này. Theo Đức Francisco, các truyền thống địa phương, các bữa ăn thuần túy truyền thống, các bài hát góp phần tạo bầu khí ngày lễ. Nhưng nhân vật chính là Chúa Kitô lại bị lấy ra khỏi các buổi mừng này. Ánh sáng bị dập tắt và mọi sự thành giả tạo. Ngài lấy làm tiếc, thường thường nhân loại thích ở trong bóng tối,
và rập theo các thói quen cũ. Nhưng Đức Phanxicô khẳng định, giáo hội giúp tín hữu hướng về ánh sáng thật, đó là ánh sáng Chúa Kitô. Ngài giải thích, chính Chúa Giêsu mới thật sự là món quà trao ban của ngày lễ Giáng sinh. Chúa Giêsu mang lại đời sống mới, dựa trên tình yêu chứ không dựa trên ích kỷ. Món quà trao ban này trước hết được mang đến cho những người nhỏ bé mà bị loại trừ, mà Chúa Kitô thiết lập được tình bằng hữu với họ trong hy vọng. Ngài xin tín hữu noi gương Chúa Kitô để chúng ta cũng trở thành món quà cho người khác. Báo quan sát viên Roma khen ngợi lòng can đảm của em Martina. Ngày 28 tháng 12, báo quan sát viên Roma ấn bản tiếng Ý ca ngợi lòng can đảm của em Martina, 11 tuổi. Ngày 17 tháng 8 vừa qua, em bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở Barcelona, làm cho 16 người thiệt mạng. Martina và cha mẹ của em có mặt trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 17 tháng 12 năm 2017 ở hội trường Phaolô thứ 6. Em nói với Đức Giáo Hoàng, con bị đám đông xô nhào té, con bị nhiều vết thương, nhưng nhờ ơn Chúa con được sống. Em cũng nói, cũng không phải dễ để gia đình em đến được Roma, đặc biệt trong giai đoạn lễ Giáng sinh với các biện pháp an ninh đặc biệt và với rất nhiều đám đông. Nhưng em có một ước mong lớn lao là được gặp Đức Phanxicô và tặng Đức Phanxicô bức vẽ em đã vẽ cho Ngài. Em muốn cùng gia đình đến đây để chia sẻ lòng biết ơn và cũng để vượt lên cú sốc và nỗi sợ đi ra ngoài của mình. Em ở Fossano, trong vùng Piemont. Cha mẹ em là ông Nadio và Serena Teandi, cùng với một người con khác là em bé gái Asia. Hai người kể họ sắp đi thăm Sagrada Familia, thì nghe tiếng hét và tiếng súng bắn, và họ bị đám đông xô nhào. Có một gia đình đứng ở cửa sổ nhìn, và họ đã mời gia đình em Martina vào nhà. Họ săn sóc cho em Martina trong những giây phút đầu tiên. Đức Giêsu chịu phép cắt bì. Luca chương 2 câu 21. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Tiến dâng Đức Giêsu cho Thiên Chúa. Luca chương 2 từ câu 22 đến câu 28. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết
trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Bài ca An Bình Ra Đi, Nun Dimittis, Luca chương 2, từ câu 29 đến câu 32. Muôn lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Ông Simeon nói tiên tri. Luca chương 2, từ câu 33 đến câu 35. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Thánh Thomas Becket, giám mục tử đạo. Một lần ẵm Chúa hài nhi. Để được một lần ẵm lấy Chúa Giêsu hài nhi, nhà tiên tri già Simeon đã phải chờ đợi suốt cả một đời người đằng đẵng, mà là một cuộc đời công chính và đạo đức. Chắc hẳn đền thờ Jerusalem phải là nơi ông thường xuyên lui tới, bởi vì con Thiên Chúa sẽ xuất hiện ở nơi nào nếu không phải là nơi chính nhà của cha Ngài. Rồi còn nữa, một lần gặp Đức Kitô, lập tức ông đã nói tiên tri, làm chứng cho Ngài. Và bạn có thấy không, được bồng ẩm Chúa hài nhi, ông tràn trề mãn nguyện và không thể không thốt lên lời chúc tụng tạ ơn: Giờ đây xin để tôi tớ Chúa ra đi bình an, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ. Chúng ta phải học mẫu gương của cụ Simeon trong cách chúng ta rước Chúa Thánh Thể. Cụ chuẩn bị cả đời để được ẵm Chúa một lần, còn bạn dọn lòng thế nào mỗi khi rước Chúa? Được ẵm Chúa, cụ sung sướng như đạt được hạnh phúc nhất đời và tạ ơn Chúa bằng những tâm tình sốt sắng. Bạn đã cảm ơn sau khi rước Chúa thế nào? Vừa gặp Đức Kitô, ngay lập tức cụ đã loan báo về người. Còn bạn, bạn đã bắt đầu loan báo tin mừng Đức Kitô chưa nhỉ? Điều đánh động tâm hồn bạn nhất trong cách cụ Simeon trông đợi và đón tiếp Chúa hài nhi là gì? Trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, bạn hãy đi lễ ngày thường và rước lễ sốt sắng. Lạy Chúa, xin đến viếng thăm hồn con và làm cho cõi lòng khô khan nguội lạnh của con được ấm lên bằng tình yêu mến Chúa nồng nàn. Tiếp theo, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Truyện Hay Ý Đẹp. Cánh cửa lạ lùng. Một họa sĩ người Anh qua đời vào khoảng giữa thế kỷ 20 đã để lại một bức tranh khá nổi tiếng. Đó là một bức tranh mô tả Đức Giêsu đang đứng gõ cửa trước một túp lều tranh. Trước khi đưa ra triển lãm, ông đã mời bạn bè và nhiều nhà danh họa khác
đến để phê bình góp ý. Đứng trước bức tranh, ai cũng trầm trồ thán phục, chứ không thể trách cứ điều gì. Nhưng người họa sĩ ấy vẫn chưa hài lòng về bức tranh của mình. Ông nghĩ rằng có thể có nhiều lỗi lầm mà bạn bè chưa nhận ra. Cuối cùng, có một họa sĩ trẻ đưa ra lời nhận xét. Thưa ông, tôi nhận thấy có một sai lầm cơ bản trong bức tranh của ông. Ông đã quên vẽ vào cánh cửa, một cái nắm tay. Nếu không có nắm tay này, làm sao Đức Kitô có thể kéo cánh cửa ra được? Nhà họa sĩ người Anh đứng cười và đáp. Thưa ông bạn, khi Đức Kitô gõ cửa nhà bạn, cánh cửa đó chỉ có thể được mở ra từ bên trong mà thôi. Ý đẹp. Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta có một cánh cửa vô hình, đó là cánh cửa của tâm hồn. Chúa Giêsu muốn ngự vào lòng ta, nhưng còn tùy thuộc ở ta có sẵn sàng mở cửa lòng mình để đón chờ Chúa hay không? Chờ đợi là dấu chứng của tình yêu, càng mong chờ Chúa, càng yêu Thiên Chúa. Còn hạnh phúc nào bằng khi được gặp Chúa, được thỏa lòng mong đợi. Người thiếu phụ và ba tên trộm. Có một thiếu phụ dắt theo một con lừa và một con dê rừng vào thành để bán. Trên cổ của con dê rừng có đeo một cái lục lạc. Cuối cùng, cả dê và lừa, thậm chí ngay cả quần áo trên người đều bị trộm mất. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Có ba tên trộm đã nhìn thấy. Một tên trong số đó nói, tôi sẽ đi ăn trộm con dê rừng mà thiếu phụ kia sẽ không hay biết gì cả. Một tên trộm khác nói, tôi sẽ dắt trộm con lừa ngay từ trong tay người thiếu phụ kia. Tên trộm thứ ba nói, cái này có khó gì, tôi có thể lấy trộm hết toàn bộ quần áo đang mặc trên người thiếu phụ kia. Tên trộm thứ nhất, ngay tại chỗ rẽ của con đường, đã lén lén đến gần con dê rừng, cởi bỏ cái lục lạc xuống, buộc vào đuôi con lừa, sau đó dắt con dê rừng đi. Người thiếu phụ nhìn quanh một lượt, phát hiện dê rừng không thấy đâu nữa, liền bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, tên trộm thứ hai đi đến trước mặt thiếu phụ, hỏi bà đang tìm kiếm gì. Thiếu phụ nói bà đã mất một con dê rừng. Tên trộm thứ hai nói, tôi đã nhìn thấy, vừa nãy có một người dắt theo một con dê rừng đi ra khỏi khu rừng này, bây giờ vẫn còn có thể đuổi kịp được. Thiếu phụ cầu khẩn người này dắt con lừa thay bà, còn mình thì đuổi theo lấy con dê rừng lại. Tên trộm thứ hai đã nhân cơ hội dắt trộm con lừa đi mất. Người thiếu phụ từ trong rừng trở về, con lừa cũng không thấy đâu nữa. Bà vừa đi đường vừa khóc. Đang đi, bà nhìn thấy bên cái đầm nước có một người ngồi đó cũng đang khóc. Thiếu phụ hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì. Người đó liền nói, anh đã làm rớt một cái túi xuống hồ, ai mà giúp anh ta nhặt lên thì sẽ tặng cho người đó 20 thỏi vàng. Người kia nói, ông chủ nhờ tôi đem một cái túi vàng vào trong thành, vì đi đường quá mệt mỏi, tôi bèn ngồi nghỉ ở bên đầm này, không ngờ đã ngủ quên mất. Trong giấc mơ, đã ném cái túi đó xuống đầm nước rồi. Thiếu phụ hỏi sao anh ta không xuống với cái túi đó lên. Người đó nói, tôi sợ nước bởi vì tôi vốn không biết bơi. Nếu ai có thể vớt túi vàng này lên đây, tôi hứa sẽ tặng cho người đó 20 thỏi vàng. Người thiếu phụ mừng rỡ, nghĩ thầm trong lòng rằng, chính là vì người ta đã lấy trộm mất con dê rừng và con lừa của mình, nên ông trời mới ban hạnh phúc cho mình. Thế là bà liền cởi bỏ quần áo bên ngoài, lặn xuống nước. Nhưng dù cố gắng đến mấy, bà cũng không tìm thấy túi vàng kia đâu. Khi bà từ dưới nước bò lên bờ, thì phát hiện quần áo không thấy đâu nữa. Thì ra tên trộm thứ ba đã lấy trộm quần áo của bà đi mất. Đây chính là ba cạm bẫy lớn của đời người, sơ suất, cả tin và tham lam. Ý đẹp. Thế gian đầy rẫy những giả tướng mê hoặc người ta, bản tính con người luôn tồn tại chỗ thiếu sót. Làm việc tuyệt đối không được sơ suất, không nên nhẹ dạ cả tin người khác,
tham lam luôn sẽ nhận phải sự trừng phạt. Hãy nhớ kỹ đời người có ba điều cấm kỵ lớn. Hãy là người quyết định sáng suốt, nhẹ dạ cả tin người khác, luôn sẽ phải trả giá. Đừng có khoác lác rằng bên mình có bao nhiêu bạn bè, đừng nói bạn quen biết bao nhiêu người, mà hãy xem những lúc bạn khó khăn vẫn còn có bao nhiêu người quen biết bạn. Những người hàng ngày cùng với bạn ăn ăn uống uống, khi có chuyện, không nhất định họ sẽ giúp đỡ bạn. Bạn bè chỉ cần chất lượng, không cần số lượng, cả một xe khoai tây không bằng một viên minh châu. Mình có một quả táo, chia cho bạn một nửa, đây chính là tình bạn. Mình chỉ ăn một miếng, còn lại đều đưa cho bạn, đây chính là tình yêu. Mình một miếng cũng không ăn, đưa cho bạn toàn bộ, đó chính là cha mẹ bạn. Mình đem giấu thật kỹ, nói với người khác rằng mình cũng đói rồi, đây chính là xã hội. Người đàn ông khi một lần rơi vào cảnh nghèo khó mới biết được người phụ nữ nào yêu mình thật sự. Người phụ nữ có một lúc nào đó dung mạo trở nên già xấu đi mới biết được người đàn ông nào sẽ không rời khỏi mình. Con người ta chỉ có rơi vào sa sút một lần mới biết được ai thật lòng quan tâm đến bạn. Tình bạn không phải vì bạn có tiền tôi mới đi theo. Tình yêu không phải vì bạn xinh đẹp tôi mới để mắt đến. Những gì thời gian để lại không phải giàu sang, không phải vẻ đẹp, mà là sự chân thành. Mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Một thi sĩ người Pháp đã có lần tưởng tượng ra một giấc mơ như sau. Ông mơ thấy một nhà nông bảo ông hãy cầm lấy cày, cày đất, trồng lấy lúa, gặt lấy thóc, làm lấy gạo mà ăn. Ông mơ thấy người thợ dệt bảo ông hãy đánh lấy chỉ, dệt lấy áo mà mặc. Ông mơ thấy người thợ nề bảo ông hòa lấy vữa, xây lấy nhà mà ở. Còn gì nữa? Ông đã thấy mọi người bỏ ông, xa lánh ông, để ông trơ trọi với cảnh vật. Ông kinh hãi, ông kêu cầu, khẩn hứa, nhưng chỉ thấy mạnh thú xuất hiện trên đường. Có lẽ không có bao nhiêu người đã mơ giấc mơ nói trên, nhưng chắc chắn nhiều người chỉ nghĩ đến mình, tưởng rằng một mình có thể sống giữa vũ trụ, không cần đến ai, không cần ai giúp đỡ. Không ai là một hòn đảo, chúng ta đều bị ràng buộc với mọi người.
chúng ta đổi công việc của chúng ta với công việc của người khác. Chúng ta phụng sự người vì người đã phụng sự chúng ta. Nhưng chúng ta không chỉ sống trong tình liên đới về mặt vật chất. Con người còn liên đới với nhau về mặt hạnh phúc và khổ đau. Không ai hạnh phúc một mình, và không ai một mình có thể chịu nổi sự khổ đau. Nhờ người ta mới vui, và nhờ người ta mới trút bớt những cơ cực của ta. Thế giới này quá nặng, khiến một người có thể mang nổi, và sự cơ cực của vũ trụ quá lớn cho một trái tim. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Kính chúc quý thính giả luôn được tràn đầy hồng ân của Mẹ Maria và Chúa Giêsu Hài Nhi.